Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hưng. Như các bạn đã biết thì trong cuộc sống của chúng ta thì yếu tố mà quan trọng nhất với chúng ta là ăn, ngủ, nghỉ, sức khỏe. Và trong sức khỏe thì một yếu tố không thể nào mà không được đề cập đến đó là lĩnh vực chăm sóc và làm đẹp. Thì như các bạn đã biết thì hiện tại thì với công nghệ blockchain này thì sẽ có rất nhiều thứ sẽ được thay đổi trong cái việc chăm sóc sức khỏe. Chính vì những yêu cầu đã được đặt ra như thế thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một dự án là Opu, một dự án chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Nó là dự án chăm sóc da một cách thông minh hơn. Và đây là chính là màn hình giao diện của dự án Opu này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, đầu tiên là các bạn có thể nhìn ngay thì ở đây là bên trái này, nó là các thông tin về những cái trang mạng xã hội này, để giúp các bạn có thể trao đổi lại thông tin với lại mọi người này, để biết thêm nhiều thông tin về dự án này. Thứ hai là ở đây bạn có thể nhìn thấy cái thanh menu của nó và bao token này, những cái token mà sắp bán nó sẽ có hết thông tin ở đây này, về kinh tế này, về công nghệ này, chiến lược của nó, roadmap của nó này, ICO, cái độ ICO này của nó này, cái white paper này, là nơi bạn có thể tìm được thêm nhiều thông tin, tất cả các thông tin có ích ở trong đó. One page này, đó, present này, ngôn ngữ thay đổi này, mình xem là ngôn ngữ nó có những ngôn ngữ gì. À, nó có nhiều ngôn ngữ này, tận 6 ngôn ngữ. Rồi bạn có thể join ngay cái đợt pre-sale của nó này. Đây. Hoặc là đăng nhập vào này. Đây, white paper này. Nó có những nút ở đây. Đây là một cái con số thống kê, biểu đồ thống kê của nó này. Facebook hơn 27.000 người này. Follow này, 25.000 người follow trên YouTube này. Twitter 29.000 này. Instagram này. Và những trang mạng xã hội nổi tiếng này. Tổng số OPU đã được kiếm được là 64 triệu này, và còn đã bán được ra 30 triệu rồi, là một con số cực kỳ là nhiều. Này, đây là các trang khác, là Telegram của nó này, thống kê này, các bạn có thể thống kê chỗ đoạn này, chỗ đoạn này là cái mà nó đánh giá này, những kênh đánh giá này, các bạn có thể thấy ở đây nó gần như đánh giá, gần như mắc điểm luôn này. Mắc luôn. Vậy thì chứng tỏ là thông qua những kênh đánh giá uy tín như vậy thì ta có thể khẳng định là đây là một cái kênh, một cái môi trường đầu tư tiềm năng trong tương lai. Này, cái môi nó giới thiệu luôn về cái Opu Labs này, nhiệm vụ của nó là phát triển để cái nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da này toàn cầu này. Đó, thay đổi và dữ liệu này, số này, giúp cho cái tất cả những người do bác sĩ hiện nay có thể là quản lý và sử dụng cái công nghệ blockchain ấy, thì giúp cho mọi người có thể chữa bệnh tại nhà, dùng công nghệ để giảm thiểu thời gian chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của mình này. Và nó sẽ bắt đầu với lại những cái Mobi app này, nó dữ liệu trên, tại vì hiện tại thì công nghệ di động nó trở nên quá phổ biến rồi. Mỗi người, ít nhất là mỗi người trên thế giới là mỗi người có một cái điện thoại. Nếu không có điện thoại thì sẽ rất là khó. Đó, nó giới thiệu về app này. Các bạn có thể bấm vào đây này để xem cái giới thiệu cái app của nó này. Mạng của mình hơi lag. À, các bạn có thể thấy ở đây, đây chính nó đấy. Opu Labs này, pre-sale. Cái tất cả những cái đợt roadmap của nó sẽ thể hiện trên này. Và cái đây cái
roadmap với cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này, nó sẽ là trong tương lai thì vì cuộc sống của con người ngày càng trở nên có cái điều kiện hơn ấy, phát triển hơn, nên là sau đó mọi người sẽ tích cực hướng tới những cái việc chăm sóc sức khỏe về làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái bài nói chuyện của mình.